mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 1 đến câu 8. Một ngày nọ, Đức Giêsu phán với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế. Nếu không ở lại trong Thầy, Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Qua hình ảnh của cành nho gắn kết với cây nho, Chúa Giêsu muốn nói cây nho thật, đó chính là người. Cành nho đó chính là mỗi người chúng ta. Do đó, sự sống của chúng ta cần được gắn liền với Chúa. Nếu như chúng ta rời xa người, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chết như cành nho không gắn liền với cây nho. Vậy làm thế nào để mỗi ngày chúng ta được gắn kết với Chúa Giêsu? Một trong những phương thế đó chính là chúng ta tham dự thánh lễ. Mỗi ngày sống chúng ta thực thi được như vậy, thì quả thực ta là những cành nho tươi tốt và sẽ trổ hoa kết trái, vì luôn được gắn kết với thân nho. Đó chính là được gắn kết với Chúa Giêsu. Vì chính Chúa Giêsu đã dạy: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con mỗi ngày luôn được gắn kết với Chúa bằng việc tham dự thánh lễ. Qua đó, chúng con luôn được kết hiệp mật thiết với Chúa như cành nho được gắn kết với cây nho. Đó chính là chúng con được nuôi dưỡng bằng sự sống chính Chúa ban cho chúng con.